Anh, em chờ anh nãy giờ đó. Anh nghĩ là em đã bán vé cho chợ đen rồi. Anh tới đây để lấy tiền đó đi uống rượu nè. Đi anh. Bây giờ chúng ta đi theo lộ trình mà hồi đó ông Nguyên Bằng đưa mấy đứa nhỏ đi ha anh. Dĩ nhiên rồi. Đường bây giờ cũng tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng theo em nghĩ, cô Kiều Giang làm giám đốc công ty Dân Khôi là không phải cô Kiều Giang chúng ta cần tìm. Tại sao? Tại vì nếu mà cô Kiều Giang chúng ta cần tìm, mà sau khi nghe anh nói là tìm được em gái Trúc Đào thì sẽ gọi điện cho anh ngay. Con người chứ đâu phải sắt đá đâu anh, mà không muốn tìm lại em gái của mình. Có thể hôm qua anh có nhắn cho Kiều Giang là đã tìm được Trúc Đào, nhưng không thấy cô gọi điện thoại lại. Bỗng nhiên anh nghĩ điều em nói có thể là sự thật. Rằng thì là em cũng đang thắc mắc là tại sao sau khi ông Nguyên Bằng đi học ở nước ngoài về không xuống đây để tìm Kiều Giang, mà theo anh nói thì ông Nguyên Bằng thật sự thương Kiều Giang đúng không? Ông đã trở lại đây để tìm Kiều Giang ngay. Nhưng mà bà Lâm đã chết, còn ông Lâm bỏ đi đâu không ai biết. Trời đất, vậy anh với em hy vọng gì khi xuống đây? 3 năm chưa tìm thấy, bây giờ là 20 năm. Bởi vì chúng ta mới có công việc để làm, mới có tiền để sống. Sự phân công của xã hội mà. Tôi muốn trước khi nhắm mắt nhìn thấy cảnh ba chị em tụi nó đoàn tụ với nhau trong cái khuôn viên này. Tôi muốn nhìn thấy ba chị em tụi nó ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới cây cổ thụ trước nhà mà ôm nhau khóc cười. Bác biết là con không vui, nhưng mà con phải thông cảm cho bác. Thật tình, bác không biết phải làm sao nữa. Con với hai em ở tạm đây vài bữa thôi. Bác sẽ cố gắng trở về, đón tụi con trở về Sài Gòn sớm. Nha con. Có phải ba con đã chết rồi không? Hồi đó, mấy đứa nhỏ sống quanh khu vực này hả anh? Phong cảnh ở đây đẹp lắm, cũng không đến nỗi tệ. À, thôi, tụi mình đi tìm nhà bà Lâm ngày xưa. Đâu đó ở dãy nhà bên đó đó. Ừ.
Mời hai em ăn hủ tiếu. Cảm ơn chị, tụi tôi chưa đói. Chị muốn hỏi chị, quán này trước đây có phải là quán của bà Lâm không chị? Sao miếng nước này là của bà Miền? Mấy chú đi tìm bà Lâm làm gì? Bà chết lâu rồi, ổng cũng sang quán mất đất rồi. Dạ chào anh ạ. Dạ xin lỗi anh, thứ mấy ạ? Tôi thứ bảy. Mấy chú đi tìm bà Lâm làm gì? Dạ thật ra tụi em đi tìm cô cháu gái của bà Lâm. Cháu nào cả? Tôi đâu có nghe ai nói cháu chắc gì của bà đâu. Vậy anh Bảy ở đây lâu chưa? Lâu à, tôi ở đây cũng chừng mười mấy năm rồi. Lúc anh Bảy sang quán, bà Lâm còn sống không ạ? Không. Lúc đó ông Lâm cũng đi đâu mất đứt rồi. Vậy thì sao anh Bảy biết quán này? Thì tôi nghe bà Mười nói lại. Vậy bây giờ bà Mười đi đâu? Anh Bảy có thể chỉ tụi em được không? Chà, sắp đến vô đầu của bà rồi đó. Trời, vậy là công cốc rồi. Vậy bà Mười còn có người thân nào không hả anh Bảy? Nghe nói bà có người con gái Út làm chủ quán cà phê trong Trà Vinh đó. Tuyệt quá. Nhưng quán cà phê đó tên gì vậy anh Bảy? Hình như là quán tên là Út Hương. Vậy cổ tên gì vậy anh Bảy? Nó là Hương luôn đó. Nó là Út Hương đó. Chào anh. Hai anh uống gì ạ? Cho anh một ly cà phê đá nha. Dạ, gì anh? Ở đây có gì ngon nhất hả em? Ở đây cái gì cũng ngon anh à. Chủ quán có ở đây không em? Dạ có. Em vô mời cô chủ quán tránh cà phê với tụi anh nghe. Dạ. Cảm ơn. Mọi chuyện có lẽ cũng không đến nỗi khó khăn lắm đâu anh ha. Chào em. Mấy anh cần gì ạ? Cô là chủ quán này sao? Em là chủ quán. Hai anh cần gà phải không? Chứ là gì? Tại nghe em nó nói anh cần gà tơ. Đừng ngại, ở đây em làm ăn uy tín lắm. Xin lỗi, cô là Út Hương phải không? Út Hương. Mấy anh tìm Út Hương hả? Chị Hương sang quán lại cho em cả năm nay rồi. Cái gì? Vậy là cô không phải là Út Hương. Ai chà, cô dọn đi đâu, cô có biết không? Dạ, chỉ sang quán để đi làm ăn đâu bên Vĩnh Long á. Cô có số điện thoại liên lạc với cổ không? Để em đi kiếm thôi, lâu quá rồi. Bác sĩ coi nè. Sức khỏe ông Nguyên Bằng sao rồi bác sĩ? Hôm nay sức khỏe của ông già xấu đi nhanh quá. Nếu như trường hợp ông đau nhiều lắm thì lúc đó mới chích morphine. Bác sĩ ơi, vậy
liệu ông Nguyên Bằng có sống được thêm 3 tháng nữa không? Cũng chưa có thể nói chắc được điều gì hết đó. Nhưng tôi e rằng là không thể tới 3 tháng. Dạ chào chị, chào bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ, vậy nha. Dạ. Mẹ kiếp, con nhỏ này làm cái gì mà lâu dữ vậy? Có thì nói có, không có thì nói không có. Làm gì mà lâu dữ vậy chứ? Chị Út Hương hỏi mấy anh là ai? Kiếm chị có chuyện gì không? Cô cho tôi xin số điện thoại để nói chuyện trực tiếp với cô Út Hương được không? Em không biết nữa, chị đi xa lắm, sang tận biên giới Campuchia lận. Vậy sao cô điện thoại được? Em khác anh. Tôi được. Cô cứ nói với cổ, tôi là người nhà của bà Lâm, mà bà Lâm á, là hàng xóm của bà Mười, mà bà Mười á, lại là mẹ của cô Út Hương. Tôi chỉ muốn gặp cô Út Hương, hỏi coi có quen biết với một cô gái tên là Kiều Giang hay không. Tụi tôi đang muốn tìm Kiều Giang. Vậy là mấy anh muốn kiếm cô gái tên là Kiều Giang? Đúng vậy. Mà mấy anh kiếm chị Út Hương làm gì? À thôi thôi, bây giờ cô vô cô nói á với Út Hương là có biết cô Kiều Giang không? Hai người này á là quen nhau đã lâu rồi, đã 20 năm rồi đó. Trời đất, 20 năm, ai mà nhớ. Cô cứ hỏi giùm. Cô Út Hương có quen biết người nào tên là bà Lâm hay không? Nói với cổ thông cảm là bởi vì Kiều Giang không chịu giúp tụi này. Anh à, anh nhìn thử coi, em thấy nhỏ này có gì đó thấy bí hiểm lắm đó. Bớt nói chút đi. Chứ không phải hả? Anh thấy đó. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Có gì đâu mà mờ ám như vậy. Cậu đúng là. Chị Phương có biết cô Kiều Giang? Anh đưa số điện thoại đây, có gì chỉ gọi cho anh. Anh để em cho. Không 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 không, không cần cảm xúc của cậu đâu. Để tôi ghi ra giấy cho tiện. Mấy anh làm nghề gì? Có phải làm công an không? Cô thấy tụi tôi giống công an lắm hay sao? Nếu được vậy thì tốt quá. Dạ em không biết. Anh cho em xin cặp visit đi. Hả? Em xin hả? Đây rồi. Anh ơi, có khi nào bà ta giở trò gì không? Đã nói có thể cô ta thuộc loại má mị. Bây giờ có người lại tới kiếm thì phải cảnh giác thôi. Hơn nữa có thể cô hoạt động lâu năm nay bị động ổ, nên phải lui vào hoạt động bí mật. Bãi sư, suy nghĩ này đúng là logic. Anh ơi, có khi khả năng nào là trước đây Kiều Giang rơi vào ổ buôn người của con mẹ này không? Đi, mình vô trỏng đi. Dạ, chào hai anh. Dạ, hai anh muốn lấy phòng nghỉ phải không ạ? Dạ, tôi muốn lấy phòng số 9. Dạ được, mời anh lên lầu 1, có chìa khóa phòng sẵn trên đó ạ. À. Dạ, mời anh đi lối này. Đi. Bye. Dạ.
Hai anh thuê phòng này à? Phải, tôi có nhận điện thoại đặt trước. Dạ. Hai người tìm cô Kiều Giang có chuyện gì? Có liên quan gì tới cô Kiều Giang? Hai người có phải là người của ông Ba Biền không? Không, tụi tôi không biết Ba Biền là ai. Tôi là Úc Hương đây. Hai anh ngồi đi. Chị không có đi Campuchia đúng không? Sao nãy giờ nói vòng vo chi vậy? Tôi cũng chỉ mới biết cô đây thôi. Khi sáng nay tới tìm bà Lâm. À, mà ông Bảy có chỉ tụi tôi đi tìm... Tôi biết chuyện này rồi. Tôi có nghe nói hết rồi. Cho nên là tôi mới biết hai người ở đây đó chứ. Nhưng mà tại vì... tôi cũng dính vô một cái vụ án hôn nhân môi giới bên Vĩnh Long. À, cảm ơn cô đã tin tưởng tụi này. Nhưng mà hai người tìm cô Kiều Giang có chuyện gì không? Tôi là luật sư của một ông già. Là giống như là cha nuôi của cô Kiều Giang. Cái gì? Cái thằng cha Lâm mắc dịch mắc gió đó đó hả? Không không. Là ông Nguyên Bằng. À, ông Nguyên Bằng là bạn của cha Kiều Giang đó hả? Ủa? Vậy thì là chị cũng biết ổng đó hả? Có cái chuyện gì mà con Kiều Giang nó không kể cho tôi nghe đâu chứ. Hồi đó, nếu tôi không ra tay cứu nó, thì nó đã chết mất đất rồi. Trời ơi, tôi cho mày chết đi nè. Khốn nạn. Nha, con bán thêm chút nữa rồi con về sau. Con bán hết mấy cái bánh rồi về sớm nha con. Dạ. Bánh. Bà mua bánh cho con ăn nha. Bán bánh đi cô. Lấy mấy cái cô. Cho con thích bánh cái gì. Bà mua con ăn nha. Cô lấy bánh nào? Lấy bánh dừa, bánh ú đi. Dạ. Chúc Đào ơi, Chúc Đào đủ quyền ơi.
em ơi, em tỉnh rồi nè. Em ơi. Huy, đâu Huy? Em làm như ảo đâu Huy? Thôi nín đi. Tụi em ở đâu tới đây hả? Dạ tụi em ở Sài Gòn tới. Ba mẹ em đâu? Dạ ba mẹ em chết rồi. Vậy ông bà Lâm là gì với em? Dạ chỉ là cô dưỡng thôi. Thôi đưa hai em về tắm rửa đi. Đi về. Mấy đứa nó chịu sợ lắm không anh không ơi. Bố đừng có như vậy nữa nha. Mình chết rồi. Mẹ có bà gì sao chị sống nổi. Lấy đi nè, lấy nè. Mày ngon hả? Nè, nè, à. Cái nào? Lấy cái nào? Lấy cái nào? Cái nào đẹp nè? Cái này đẹp hơn nè. Rồi, để chị xếp cho em ha. Dạ, em đói. Coi chừng em cho chị nghe chưa? Đừng cho em xuống ao nữa đó. Để chị mua bánh tét cho mà ăn. Chị ơi, bán cho em ba cái bánh. Mày, mày dám ăn cắp tao một bánh hả? Cái ông này, sao giật tiền của nó hả? Biết gì, tiền tao, mày, chết tao đi chưa? Em cầm mấy cái bánh này về cho em với em ăn đi. Chị ơi có bánh không, em đói lắm. Hả? Chị không có tiền. Chị ơi em nói gì ơi. Cho em nè, ăn đi. Tại sao? Tại sao lại có những người sống như con quái vật vậy hả? Mà ông còn sống không? Mình phải cần tìm ổng rồi báo cáo trước pháp luật, bắt bỏ tù ổng.
chọn chết trong tù rụt xương luôn đi. Chưa có ăn thua gì đâu. Sau này, khi con nhỏ còn lại một mình ở trong ngôi nhà đó, còn nhiều chuyện động trời xảy ra nữa kìa. Cô có mệt không? Cô có muốn nghỉ ngơi không? Tôi khỏe mà. Tự nhiên nhắc lại ba cái chuyện cũ, cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi không biết là mai hay rủi. Hồi đó in như là sau một tháng hay chưa tới một tháng gì đó, có một người xuống rước hai đứa em của nó về thành phố rồi mất tích luôn. Bữa đó tội nghiệp nó dữ lắm, nó khóc hết nước mắt luôn. Mà em vô quá, để chị la cho nha. Anh cho em lấy tiền. Đại anh kia kìa, tôi hết tiền rồi. Nè cô. Dạ cảm ơn. Nè. Con nghe bác nói nè, bác muốn đưa hết em con về Sài Gòn trước, rồi về vừa bác sẽ xuống đón con sau. Không được. Không. Bác thấy để hai đứa em còn nhỏ ở dưới này cực quá. Tội nghiệp tụi nó. Nghe con, bác đã kiếm được nhà tốt cho hai đứa rồi. Đi con vô chuẩn bị đồ cho hai em đi. Nghe lời bác hai đi con. Thôi bình đi con. Kiều Giang. Kiều Giang. Ông đó là ai vậy Kiều Giang? Ông đó có phải là người tốt không? Ông chắc mấy đêm của em đi đâu vậy? Kiều Giang. Kiều Giang. Em sao vậy? Thank you.
Nè cậu, đồ đạc của chị em nó chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi nghĩ về nhà giàu người ta sẽ sắm thêm cho tụi nó mà. Cậu cứ đi đi, thôi Kiều Giang nó về rồi chị em nó bình tĩnh đi không được nữa. Kiều Giang, em sao vậy? Em có muốn giữ mấy đứa em của em lại không? Em không muốn xa tụi nó. Vậy thì lẹ lên, lên chị trẻ em đi, đi kiếm tụi nó lẹ lên. Cậu đi đi, đi đi cậu. Dạ, vậy số tiền 20 triệu đó nhờ chị chăm sóc, nuôi nấng Kiều Giang giùm tôi. Ừ, được rồi, yên tâm, cậu đừng lo. Đi đi, tôi sẽ nuôi nó tới nơi tới chốn mà. Ha, đi đi cậu. Hai đứa con ngoan nha hôn. Dạ nha. Nghe lời bác nghe con. Đi nha. Cậu, cậu đi đi, Kiều Giang nó không có về đâu. Đi đi. Mấy đứa em cậu đâu rồi? Tụi nó được về Sài Gòn rồi con. Mấy đứa em con vậy mà sướng. Được nhà giàu người ta nhận nuôi đó. Chúc nào. Kiều Giang. Kiều Giang. Kiều Giang. Chúc nào. Chúc nào. Quyết tình. Kiều Giang. Lên đi con, chị chở em đi. Lẹ lên. Nè, nè, Kiều Giang. Ờ, Kiều Giang. Chúc nào. Kiều Giang. Chờ chị với, chúc nào. Chúc nào. Có chuyện đó chị. Kiều Giang, em có sao không? Em có sao không? Đứng lên em. Trời, xe hư rồi. Em với chị chạy ra bến xe lôi đi. Dạ. Đi em. Cô đi xe khác giùm đi. Chú hai chở tụi con ra bến Bắc liền được chú hai. Bắt gì có khách không chở. Nhưng mà tụi con không có tiền. Con nhỏ mày giỡn mặt với tao hả mày? Không có tiền mày đặt đi xe lôi hả mày? Chịu khó đi bộ đi con. Chú hai, mấy đứa em của tụi con bị người ta bắt cóc rồi. Dạ. Bây giờ tụi con muốn chạy theo xe người ta để chặn người ta lại. Dạ. Hồi nãy chú có thấy chiếc xe hơi màu xanh chạy ngang qua đây không chú? Thấy không chú? Giúp con đi chú. Tụi bay lên đi, để tôi chở tụi bay đi đường sắt cho nó nhanh. Dạ, cảm ơn chú. Từ từ đó, coi chừng kẹt chân bây giờ. Cứ nhanh giùm con nha chú. Sao
sao lâu quá. Chú ơi, nhanh lên đi chú. Có chuyện té em. Chúc Đào. Tới rồi nè em. Tới rồi kìa. Chúc Đào. Chúc Đào. Từ từ em. Tới giờ hẹn với chị Út Hương rồi. Mình hãy vô thành phố kiếm gì ăn, rồi kiếm chỗ để ngủ lại nha. Sao anh lại ngồi đây vậy? Em cho chị xem có hình gì vậy? Thôi đừng có buồn nữa. Bữa nào chị ra Sài Gòn chị dắt em theo, kiếm mấy đứa em của em nha. Thiệt không chị? Nhưng mà em không có tiền mua vé xe. Hay là em đi bán bánh với chị đi, rồi chị kiếm việc gì đó cho em làm, rồi kiếm tiền để dành nha. Nhưng mà em sợ cô Dượng không cho em đi làm chỗ khác. Thôi từ từ rồi chị tính. Giờ em về đi, chứ ngồi ở đây nguy hiểm lắm. Dạ.
Hai người bộ không đói hả? Ủa? Sao chị nói chị đang ở ẩn, không dám ra đường? Chiều rồi, không có sao. Mà hai người đã lấy phòng khách sạn chưa? Chưa có, tôi lấy giùm cho. Cảm ơn chị. Tụi tôi tự lo được rồi. Khu vực này chắc là quen thuộc với chị lắm đúng không? Thuộc được mấy gốc cây. Đằng kia kìa, có cái hốc cây lớn lắm. Con nhỏ Kiều Giang, nó trốn trong đó cả đêm. Đêm đó trời mưa tầm tã. Thank you.